Hello mọi người nha, xin chào tất cả mọi người. Mình là Mai Hải Long, nhà phân phối sản phẩm mic livestream trực tiếp tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video hướng dẫn lắp đặt con sao cạc K300 đời mới nhất hiện nay cộng với mic cao cấp dòng 48V nha mọi người nha. Thì sự kết hợp giữa sao cạc K300 cộng với mic 48V sẽ cho ra một chất lượng âm thanh cực kỳ là hay luôn. Thì con sao cạc này mình không quảng cáo nhiều, đây là con sao cạc giá trị của nó bình dân nhưng chất lượng của nó cực kỳ là hay luôn. Và nó có đầy đủ các tính năng như giả giọng, biến giọng và có thể là hát autotune, thích hợp cho tất cả các anh chị em livestream bán hàng, đặc biệt là các anh chị làm idol TikTok, Weibo và các mạng xã hội, kiếm tiền trên mạng xã hội làm idol á, để nó tích sẵn cho tất cả các hiệu ứng. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người lắp đặt cái bộ sao cạc này cộng với mic cao cấp dòng 48V nha mọi người nha. Ok, thì bây giờ mình sẽ cúp cái màn hình của điện thoại xuống để cho các chị nhìn rõ hơn và các bạn nhìn thấy rõ hơn nha mọi người nha. Ok, và bây giờ mình sẽ hướng dẫn tất cả các chị em lắp đặt con sao cạc K300 cộng với mic 48V dòng cao cấp cho mọi người nha. Thì các chị nhận hàng bên shop mình thì nó sẽ đầy đủ tất cả các phụ kiện kèm theo như thế này. Và các chị hãy tháo hết ra và bây giờ mình sẽ hỗ trợ tất cả mọi người lắp đặt trong vòng khoảng 5 phút đồng hồ là xong. Cái đầu tiên là các chị là cần có cái cục nguồn này để các chị gắn, để các chị kích được cái mic này lên hát với được cái sao cạc này. Bởi vì mic này 48V nó không hát được cái này nếu gắn trực tiếp vào, phải có cục nguồn kích. Thì bây giờ các bạn hãy tháo dây lợ ra. Thì trước mắt là cái dây màu dây mic 48V đây. Cái dây này là dây nguồn 48V, là nguồn bạc tông, thì nó có hai đầu như thế này nhá. Cái đầu này là đầu có ba cái rắc này này và cái đầu này. Thì các chị sẽ gắn vào cái cục nguồn này cho mình. Thứ nhất là cái ba cái rắc này các chị nhìn đúng ba cái lỗ này gắn vào đây cho mình. Gắn vào phát đẩy vào đúng lỗ của nó, các bạn đẩy vào nghe cái tắc cái là được. Còn các bạn rút ra thì ấn cái lỗ này cho bật ra. Ok nhá. Cái tiếp theo là các chị cái đầu này còn lại các bạn sẽ gắn trực tiếp vào cái mic cho mình nhá. Rồi ok. Cái tiếp theo là cái dây này là dây mic 5V. Thì cái dây này sẽ gắn trực tiếp vào sao cạc và gắn trực tiếp vào cái cục nguồn luôn. Cái đầu này mình sẽ gắn trực tiếp vào cục nguồn. Để các bạn nhìn thấy ba cái lỗ này, gắn vào đây thì ai chắc cũng nhìn thấy cũng gắn được, đơn giản. Còn cái đầu này sẽ gắn vào trực tiếp vào sao cạc. Thì cái sao cạc này các bạn sẽ lật lên, đổ. Các bạn sẽ lật lên cái sao cạc này, các bạn lật lên thì các bạn nhìn thấy ở đây có lỗ mic này. Rồi các bạn lỗ mic 1, mic 2, các bạn chỉ lật lên các bạn gắn vào lỗ mic 1 cho mình nha. Mic 2 cũng được, nó hỗ trợ được hai mic nha mọi người nha. Ok, là mình gắn xong cái mic. Và cái tiếp theo là cái này là cái cục nguồn này, cục nguồn adapter. Các bạn sẽ gắn trực tiếp vào cục nguồn này và cấp nguồn cho nó. Và đây các bạn lật lên, ở đây nó có cái AC 18V này, bên cạnh cái lỗ dây mic 1 các bạn gắn vào đây cho mình. Rồi ok đó. Còn cái đầu này các bạn sẽ gắn trực tiếp vào ổ cắm điện nhá. Sau khi gắn ổ cắm điện thì các bạn đằng sau lưng của các bạn gắn điện xong rồi, cả đằng sau lưng các bạn có một cái công tắc nguồn, các bạn ấn xuống cho mình cái cho nó bật đèn lên xanh lên là được. Đó, bật đèn xanh hoặc đỏ nhá. Nó tùy từng cái màu xanh đỏ, ấn lên đèn. Khi các bạn ấn lên rồi các bạn nhìn thấy cái mic nếu mà mic K200 thì nó sẽ sáng đèn, còn một số các mic khác là không cần. Một số mic khác không có đèn thì không sao, nhưng các bạn khi các bạn ấn lên đấy, là nó cái mic này có điện rồi. Đó, đấy mình lắp đặt không nguồn. Rồi tiếp theo là cái bộ sao cạc này. Thì cái sao cạc này thì nó sẽ có ba cái dây này và một cái tai phone này thôi. Vâng, ok, bây giờ mình sẽ gắn cho các bạn nhìn thấy nha. Cái tiếp theo là các bạn sẽ dùng cái dây này để cấp điện cho nó này. Cấp điện cho nó này, ok nha, các bạn cấp điện này. Cái dùng cái dây này cấp điện nhá. Cái đầu này là đầu USB và cái đầu này là đầu gắn vào trực tiếp vào sao cạc. Thì cái này là đường này nó có một cái đầu vuông vuông là các bạn gắn trực tiếp vào cho mình. Rồi ở nhà các bạn sẽ phải dùng cái cục sạc điện thoại các bạn, chứ cái này nó không có kèm cục sạc điện thoại theo. Một số các chị hát bằng điện thoại thì các bạn phải có cái cục nguồn này để các bạn kích điện nó lên, thì các bạn phải lấy cái cục sạc điện thoại gia đình các bạn. Các bạn đầu này đầu vuông USB, các bạn gắn trực tiếp vào cái cục sạc điện thoại và các bạn gắn trực tiếp vào cái ổ cắm điện cho mình nhá. Ok, gắn vào ổ cắm điện này đó. Và sau khi gắn vào ổ cắm điện rồi, các bạn là nhìn thấy ở đây nó có cái pin này này. Có cái ở chỗ dưới này nó có cái hiệu đỏ và cái sạc này nó mà đỏ lên đấy, tức là điện nó đang vào nhá. Nó đỏ là điện đang vào đó. Thế tiếp theo là các chị sẽ lấy cho mình một cái dây livestream ba màu đó. Cái dây livestream ba màu đây là cái dây livestream ba màu đó các bạn. Đây cái ba màu đây, ba màu đây đó. Đây là cái dây livestream ba màu. Thì nếu như các chị mà chơi Bigo, TikTok, Facebook, tất cả các bạn phải cần cái sự có cái dây livestream chuyên nghiệp này. Bởi vì nếu không có dây livestream chuyên nghiệp này, nó sẽ livestream nó sẽ âm thanh nó sẽ không được hay. Và các chị bên mình bán cái dây này. Còn nếu như các chị mà mua ở những shop khác nó chỉ có hai cái dây livestream này thôi, thì các livestream của cái dây này á thì âm thanh nó sẽ bị rè tiếng và nó sẽ ồn tiếng, nó không hay. Thì cái dây này là gọi là dây livestream chuyên nghiệp ba màu, bên mình bán đầy đủ cho tất cả mọi người để các chị giúp livestream đạt được âm thanh hay nhất nha. Cái dây livestream này cũng khá mắc tiền.
Thì các bạn lật lên sao cạc thì các bạn để ý đằng sau cách cái lỗ mic là lỗ thứ ba, nó có từ là Amplify 1, Amplify 2, các bạn nhìn thấy không ạ? Đó, cách lỗ mic là lỗ thứ ba nhá, các bạn gắn vào cho mình cái lỗ Amplify 1 đó. Còn cái dây màu xanh này các bạn sẽ gắn cái lỗ ngoài cùng là lỗ Ecomaly đó, Ecomaly đó, Ecomaly mình đó. Rồi các bạn gắn ngoài cùng cho mình luôn đó. Cái tiếp theo các bạn sẽ lấy cho mình một cái tai phone, cái tai nghe này, cái tai nghe này, ok nhá. Cái tai nghe này là tai nghe mini loại tốt, nghe âm thanh cực kỳ là hay luôn mà nó rất là nhẹ nhàng. Các bạn lấy tai nghe này, các bạn sẽ gắn trực tiếp vào lỗ bên cạnh của cái dây màu hồng là lỗ Amplify 2 nhá. Amplify 2 các bạn gắn vào đây. Rồi. Một số các anh chị thắc mắc là ở cái dây này để làm gì? Cái dây này là dùng để lấy nhạc bằng điện thoại, hoặc là các chị có thể livestream bằng cái dây này nhưng âm thanh nó sẽ không hay. Nếu như các chị livestream bằng cái dây này thì các bạn sẽ gắn vào lỗ line 1, line 2, line 3. Nếu như dùng cái dây này, line này. Còn mình đang dùng cái dây livestream chuyên nghiệp này thì sẽ gắn vào cái lỗ ngoài này ở Amplify 1, Amplify 2 nhá. Nhớ nha, hai dây này không dùng đến, các bạn cất đi sơ qua cho mình. Trường hợp cái dây này nó bị hư thì các bạn lấy ra các bạn livestream cũng được. Đó, ok. Rồi, sau đây mình đang gắn xong cái bộ sao cạc này và bây giờ các bạn chỉ việc là các bạn lật cái này lên, các bạn sẽ nhìn thấy cái bộ sao cạc này điều khiển như này, các bạn sẽ kích nguồn lên cho nó. Các bạn để ý là lúc bên tay trái có lúc tròn tròn vuông vuông nhỏ nhỏ này đó. Đó. Các bạn ấn vào giữ nguồn cho mình nhá, ấn vào giữ nguồn khoảng 3 giây. Khi nó bật đèn sáng lên các bạn thả tay ra nhá. Cái lúc này là lúc nguồn. Rồi. Sau khi các bạn kích nguồn lên rồi thì các bạn tất cả các bạn sẽ các volume ở đây này. Tất cả các volume này các bạn sẽ mở hết cỡ lên cho mình, cứ mở hết cỡ lên đi nha. Mở hết cỡ để đạt được cái âm thanh to nhất và các cái volume này là chỉnh độ vang, các bạn cứ mở hết cỡ lên và đẩy hết cỡ lên cho mình. Vặn hết cỡ theo chiều kim đồng hồ nha. Vặn hết cỡ. Bên mình đã vặn sẵn hết rồi nhưng mà các bạn nếu mà quên cho bạn thì các bạn cố gắng vặn hết cỡ lên cho mình rồi. Lúc này các bạn khi mà lên xong rồi các bạn cầm cái tai phone này này, các bạn đeo tai phone vào. Các bạn đeo tai phone vào các bạn sẽ nghe được cái âm thanh của cái bộ này nhá. Bây giờ đeo tai phone vào này, đeo tai phone vào. Rồi cầm cái mic lên. Cầm cái mic lên alo 123456. Thì lúc này các bạn sẽ nghe được cái âm thanh của cái mic này bắt qua cái sao cạc này và nghe rất là rõ. Thì bây giờ mình sẽ gắn trực tiếp cái dây này này. Gắn trực tiếp cái dây này vào để cho các bạn nghe được cái âm thanh của bộ này nhá. Rồi ok, gắn trực tiếp này. Gắn cái dây livestream này vào. Dây này là livestream hoặc là thu âm nhá. Các anh chị sẽ gắn trên điện thoại livestream trên Facebook hoặc TikTok, các bạn có thể gắn trực tiếp vào. Nhưng mà nhớ là cái điện thoại mà livestream các bạn phải tháo ốp lưng ra nha. Tháo ốp lưng ra chứ không để ốp lưng là nó gắn nó không sát tới là nó không thu âm được. Bây giờ mình sẽ gắn vào cho các bạn nghe được cái âm thanh của bộ này nhá. Gắn vào là các bạn sẽ nghe được độ vang của nó rất là hay. Ok. Rồi đấy, bây giờ mình gắn vào thì các chị đã nghe được đúng không ạ? Vâng, nghe rất là vang đúng không ạ? Rất là to, rất là sâu đúng không ạ? Cho một tràng vỗ tay nhá. Mình sẽ ấn này. Đó. Tiếng cười này. Đó, giả giọng đây. Ai, đấy, nghe không ạ? Khi mà các bạn ấn cái này là cái tiếng nó hoàn toàn khác nhau rồi. Ok, mình chuyển lại chế độ bình thường. Rồi, đó. Và cái tiếp theo các bạn sẽ dùng một cái điện thoại để lấy nhạc vào nhá. Ví dụ như mình lấy cái điện thoại này để dùng để lấy nhạc vào nhá, thì các anh chị sẽ mở Bluetooth lên. Nếu như các bạn dùng trên điện thoại lấy nhạc bằng Bluetooth thì các bạn vào đây, vào cho mình cái điện thoại Samsung hay là Apple hay là iPhone gì, các bạn cứ mở vào chế độ cài đặt này đó, xong rồi vào bánh xe cài đặt đó, vào chế độ Wi-Fi Bluetooth này bật lên, rồi các bạn chờ nó một tí, nó dò một số các điện thoại ấy, nó có cái từ dò đây thì các bạn bấm dò đây, còn nếu không có từ dò thì tự động nó sẽ dò cho mình, có từ SBE K300 các bạn bấm vào đây đó, nó hiện ra cái từ K300 này các bạn đó. Sau khi đó bấm là đã kết nối thành công, hoặc các bạn bấm ok kết nối thì nó sẽ đã kết nối. Và sau khi kết nối các bạn quay lại mở nhạc YouTube lên để mà các bạn hát. Đó, ví dụ như mình mở một bài hạt nhạc này lên đi. Đó. Thì các bạn sẽ nghe được cái nhạc này. Các bạn sẽ mở to hết cỡ này. Đó. Đó. Đấy, mình sẽ mở nhạc các bạn nghe được không? Rất hay đúng không ạ? Rất to và rất là mạnh. Đó. Đó. Đây, mở nhạc khác này. Đấy, thì nó sẽ chuyển nhạc ra thì các bạn cũng mở nhạc hát karaoke bình thường như vậy thôi. Đó là cái cách kết nối từ nhạc điện thoại qua nha. Đó. Đó. Các bạn nghe nhạc rất là hay đúng không ạ? Nó thu âm trực tiếp lên cái camera luôn. Đó. Đó. Thì các bạn chỉ mở nhạc lên các bạn hát thôi, cái này nó bắt bằng Bluetooth. Còn các anh chị nào mà không chơi bằng điện thoại bằng máy tính á, thì cái dây này này, dây USB này này, dây USB lấy cấp điện á, các bạn gắn trực tiếp vào máy tính là nó sẽ truyền nhạc qua thôi. Rồi, máy tính không cần phải bắt Bluetooth nhá. Đó. Rồi, mình cắt nhạc nhá. Rồi, mình cắt nhạc đi thì các bạn nghe được. Thì đấy là lắp đặt xong cái bộ sao cạc này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chơi vào tùy chỉnh một cái nút ở trên này. Thì bên cái hàng này là các hàng, bây giờ mình sẽ chỉnh những bạn nhá. Bên này là các hàng là hiệu ứng để hát. Ví dụ như chế độ KTV là chế độ hát bình thường này. Đó, ở chế độ này là chế độ trẻ con này.
Đấy, đấy, chế độ này là chế độ trẻ con, em bé, người già, trẻ em biến giọng ấy. Biến giọng ấy, vâng, đấy. Vâng, đấy, những cái chế độ MC này, nói chuyện không có vang này, vang ít, và Origer, vang ít. Các chị quan tâm nhất cho mình là những cái chế độ như chuyển giọng này, em bé, người già, ấn ra nó ra tiếng khác nhau. Còn chế độ bình thường thì các bạn bấm lại KTV cho mình nhé, bấm lại KTV. Và cái hàng ở giữa này là cái hàng gì? Hàng này là hàng hiệu ứng. Ví dụ như các bạn có một tiếng vỗ tay này, đó, tiếng cười này, đó, tiếng cười đều này, đấy, đúng không? Đó, ấn là các bạn ấn là nó sẽ khoảng 2-3 giây là mất đi. Còn hai cái volume này là volume lấy nhạc vào. Các anh chị mà kéo thấp ấy, thì các bạn sẽ lấy nhạc vào ở trên điện thoại sẽ nó sẽ bé. Còn cái volume này là xuất nhạc ra ngoài ấy, thì các bạn cố gắng cứ đẩy hết cỡ để cho mình lấy xuất nhạc ra ngoài thì để cho người ta nghe to nhất ấy. Các bạn cứ đẩy hết cỡ. Còn các volume này là chỉnh bass, chỉnh check cái đồ các kiểu, các anh chị cứ bạn hết cỡ cho mình. Còn các bạn nào mà muốn ấm giọng hơn, thanh giọng hơn thì các bạn chỉnh cái nút ở trên này. Đấy, ví dụ bạn lại thì cái tiếng của mình nó ấm đi, đúng không ạ? Bạn lên thì cái tiếng của mình sáng lên, đúng không ạ? Đó, đấy, cái tiếng của mình nó khác nhau là thanh giọng và ấm giọng. Volume này là volume tổng này, volume tổng nhạc vừa mic vừa nhạc. Bạn đi là nó mất nhỏ đi này. Đó, volume này là volume dog g, tức là dog g là hát ấy. Rồi cái này này. Volume monitor là tổng luôn. Bây giờ cái dog g quan trọng nhất là cái lúc này nha. Cái lúc này các bạn đừng có ấn nhấp để nháy đèn nhá. Nếu như các bạn lỡ tay và ấn nhấp nháy đèn là các bạn hát là nhạc nó mất đi. Đấy, mà không hát là nhạc nó lên. Còn hát là nhạc mất đi thì các chị nhớ là các bạn đừng ấn cái lúc này. Các bạn tắt đi cho mình nhá. Tắt đi là mình sẽ tắt đi là ấn đi, đừng cho nó nhấp nháy nhá. Cái lúc này là đừng có bật lên. Để nguyên cái lúc này đừng có nhấp nháy. Ấn mỗi cái lúc này thôi nó nhấp nháy chập mấy giây nó nhấp nháy, mấy giây một giây nó nhấp nháy như vậy là ok. Cái volume bên này là volume chỉnh độ ồn tiếng nha. Các bạn chỉ để lại cho mình chế độ 2 là mặc định là người ta để chế độ 2 rồi. Các bạn còn chỉnh, các bạn chỉnh nhiều thì cái mic nó bắt sẽ bé lại. Cái mic nó bắt sẽ chỉnh độ ồn thì cái mic nó bắt chậm lại, nó không có mạnh, hiểu không? Mình cứ để chế độ là số 2 là được. Còn volume này là volume electron tone, tức là chế độ hát autotune. Các bạn muốn là hát méo giọng hay là luyến giọng, các bạn bấm vào chế độ này thì cái tiếng của nó sẽ méo tiếng đi, cái tiếng của mình không còn thật giọng nữa. Khi mà luyến máy dành cho tất cả các chị em mà hát nhạc remix, các bạn ấn cái này và tự chọn cho mình các số để các bạn hát. Thì mình nói cho các bạn biết là cái tiếng này là khi mà các bạn hát là cái tiếng nó sẽ bị méo và nó sẽ luyến máy nhiều. Thích hợp cho tất cả các chị em hát nhạc remix nhá. Nhạc bolero thì hát nó không được đâu, bởi vì cái tune này nó không hợp với bolero. Remix thì nó rất là hay. Đấy. Nếu một ngày người em yêu mùi mà em đừng cần những thứ cao sang. Nếu sau này họ xa đi vội vàng, anh vẫn chờ em dấu muôn màng. Đấy, các bạn thấy nữ này không? Mỗi bài hát nó có một cái tông khác nhau, chứ không phải là bài nào cũng hát một cái số 1, số 2 là chuẩn đâu nha. Các bạn nên lưu ý nha, muốn hát là các bạn phải chọn từ 1 cho tới 8 này, 9 này, để các bạn chọn. Ví dụ một bài ở đấy bạn hát đi, bạn hát lại số 1 không được, bạn chọn số 2, 2 không được chọn số 3. Đấy là cách hát tune là như vậy nhá. Chứ không phải là cứ chọn chế độ chuẩn là số 1 đâu, không phải đâu. Mỗi tune là một bài hát khác nhau. Một bài hát các anh chị muốn hát ok thì các bạn phải hát 3 lần như vậy. Một bài hát là bạn muốn hát ok, các bạn phải chọn một bài hát, bạn chọn 5 tune. Đó, 6 tune được bạn chọn từ đầu đến cuối, cái bộ tune nào, số nào hay thì các bạn lưu lại, ghi lại. Ví dụ như bài Cô đơn mình anh, tune số 1 các bạn ghi lại Cô đơn mình anh tune số 1, cuối sau các bạn ấn số 1 là bạn hát. Cô đơn mình anh tune số 2 thì bạn ghi lại nha. Cái này nó hát. Còn các chị muốn không hát luyến náy, không hát tune, các bạn bật chế độ KTV vào. Bật chế độ KTV, ấn lại nút KTV thì cái độ vang của nó chuẩn lại nhá. Ok. Thì đấy, thì mình đã hướng dẫn cho tất cả mọi người sơ qua rất là nhanh. Thì trong quá trình hát thì các bạn có thể còn cái volume to trên cùng này này. Volume này là volume chỉnh độ vang nha mọi người nhá. Các chị bán hàng á, các bạn muốn ít vang khi hát thì nhiều vang, các bạn có thể hát thì nhiều vang nó hay. Còn nếu các bạn muốn nói chuyện lại và tư vấn khách hàng đỡ vang, đỡ dội lại, các bạn thì bạn bớt lại nhá. Cái này mặc định là mình các bạn hết cỡ đây. Còn các chị muốn ít nhiều thì các bạn muốn nói chuyện thì các bạn bạn nhiều ít vang lại, các bạn muốn nút nói này. Đó. Rồi ok. Các bạn chào tay. Thì mình đã lắp đặt xong cái bộ sao cạc này rồi. Thì các anh chị nào mà muốn thắc mắc gì, các bạn hãy nhắn tin trực tiếp cho mình những cái vấn đề lắp sơ qua. Có một vấn đề rất là quan trọng. Rồi. Ok, xin cảm ơn tất cả mọi người. Và ok, vừa đấy mình đã hướng dẫn tất cả mọi người lắp đặt xong con sao cạc K300 cộng với mic 48V dòng mic cao cấp hiện nay.
và dành cho tất cả các anh chị hát hát livestream và làm các idol trên mạng xã hội. Thì một lần nữa xin cảm ơn rất là nhiều các anh chị nào đã tin tưởng và mua sản phẩm mic hát livestream bên mình, và các chị nào có nhu cầu mua mic hát livestream và muốn tư vấn về mic hát thu âm livestream tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia thì liên hệ trực tiếp với mình, phân phối tất cả các dòng mic hát livestream từ dòng bình dân cho những dòng sao cạc mắc tiền. Một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều và kính chúc tất cả các anh chị em sức khỏe, dồi dào, thành công trong việc nhá. Rồi lên tiếng nhạc đấy ạ. Rồi, ok, rất là hay đúng không ạ? Bye bye, hẹn lại tất cả mọi người nhá. Anh chị đã thắc mắc thì liên hệ với mình nhá. Bye bye.